Xin chào các bạn nha, mình là Mùn Mị. Hôm nay thì mình sẽ test về khẩu STF 2 Combat Rank. Chói lóa này. Trời ơi. À đủ. Vậy như các bạn biết thì hàng này hàng bản gold và bản thường thì không khác gì nhau. Thêm được có mỗi một chỉ số tốc độ bắn ấy, hết. Rồi. Lại thông nhau kinh các bạn. Bắn khá nhanh. Trốn. Rồi. Thành viên nào nữa? Come on. À được rồi. Come on. Come. Anh thông cho chán thì thôi. Còn hãy nào. Thăm. Đấy. Với khả bắn không cần ngắm khá cao. Rồi. Ta định mệnh. Đáng định thông. Quên mất là mình cái giày không tiếng động. Hẳn nào chả nghe thấy cái mô tê gì. Có mấy khách thông, Thông. À đủ. Trong này được tí. Thông. Trời ơi. Tiếp nào. Tiếp. Thông. Thông. Rồi ôi. Các bác cái nở hoa chưa? Nở hoa. Úi giời. Úi giời ôi, nở chưa? Ok. Bay. Bắn. Ở đâu ấy? À đủ. Nở hoa kinh quá. À. Nở chứ không phải nở. Cứ toàn mồm nhầm mồm. Đâu rồi? Adu. Vì chỉ số này gọi là con hàng có lượng đam cao nhất trong các dòng medic. Miễn có nhà bà chê. Phạm vi bắn thì phải nói là chỉ thua mỗi xích thôi. Còn đâu là không có con hào là địch thủ cả. Chết chưa? À đủ. Ở đâu ấy? Nào thì Santo. Nào. À đủ. Hôm nay thì ngồi nghịch với hội clan khắp lọ rồi. Chôn tem thì gọi là max level. Ôi giời. Khẩu này thì khá giống khẩu Saigon về độ full dam hoặc là bị lag dam bất thình lình. Không Santo à? Cái gì ấy? Bình tĩnh. Nhờn với anh là không được. Đâu rồi? Bay. Khổ quá. Bay. Úi dồi ôi. Đấy các bạn xem nha, thỉnh thoảng hay bị full dam á. Mặc dù lượng dam là 700. To nhất trong các phòng medic. Nộp. Nào. À đủ.
Vâng, thanh niên kia dám cướp súng mình. Điều thật. Này thì cướp này, Santo hai vào. À đủ. Úi xổ. Santo, úi xổ quá đẹp. Đâu ấy. À đủ. Úi xổ. Vào nhà xem nào. Sạ. Cái hình cùng mà anh giật mình. Đấy. Thọt cho vào một phát rồi toàn full đam này, chết không. Chết nhà có ai không? À không có, không có thôi. Trời ơi. Ôi chạy. Santo à đủ. Ôi giời. San nó săn ngược. Khám lọ. San. Trời ơi, thanh niên khoái thác loạn. Chơi bài nào. À đủ. Santo. Úi giời đẹp đấy. Santo. Trời ơi, Santo. Người ta san theo hướng. À đúng rồi, theo hướng đây đúng rồi. Tí thì nhầm, bảo là người ta theo hướng từ lộn ngược. Nào, đi đâu rồi? Sát. À đủ. Trời ơi, Santo. Sát. Đây đỉnh mời anh ơi. Santo. Santo, rồi ôi, sát, à đủ, mới hồi sinh, hàn lào không bắn lên đam cả, làm thanh kỹ, ui rồi, em xin lỗi, lỡ tay, ờ hơ, à đủ. À đủ. Cái gì? Chết chưa? Cho leo cây luôn. À nhầm, leo cầu thang. Cái tội ăn anh à? Nào, bác nào thích này em cho Santo. Santo, đấy. Đá xoáy. Úi dồi. Chơi cực cầm hưu. Santo, sạn. Bạn nào thích Santo đạo? Santo, úi dồi, san. Mình san lại. San, úi dồi, san đi. San. Hình như có môi trên này. Ấy, đúng rồi. Đâu rồi? Santo. Không san được nữa. Santo. San. Vâng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình clip sau nha. Và xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye.